chào các bạn, tôi đang có mặt tại Phò Hà Nội và cùng ngắm nghía một chút chiếc xe được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng của Ford tại Việt Nam, đó chính là Ford EcoSport. Và hôm nay thì tôi muốn gửi đến các bạn phiên bản cao cấp nhất của mẫu Ford EcoSport tại Việt Nam. Đó chính là cái phiên bản sử dụng cái động cơ EcoBoost 1.0 lít nhưng mà khỏe tương đương với những chiếc xe trên 2.0, bởi vì nó có động cơ mạnh đến 125 mã lực. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu quanh xe một chút để xem chiếc xe này nó có xứng đáng được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng hay không. Các bạn đang quan sát, đây chính là phần đầu xe. Nó được thiết kế với cái lưới tản nhiệt tổ ong, và cái lưới tản nhiệt này nó có khả năng tự động đóng đó. Những cái đường gân dập nổi liền mạch từ nắp capo đến hết cái cản trước được thiết kế khá là cách điệu và giúp cho chiếc xe nó khỏe khoắn hơn rất nhiều. Cụm đèn này thì chúng ta có một cụm đèn xenon siêu sáng và có hỗ trợ khả năng mở góc lái khi mà chúng ta đánh lái. Chiếc EcoSport thì luôn được xem là con gà đẻ trứng vàng của Ford Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014 thì Ford Eco chính là một trong những chiếc xe mà mở ra phân khúc xe thể thao đa dụng cho đô thị và liên tục đứng đầu thị trường. Chiếc EcoSport phiên bản Limited này chính là phiên bản cao cấp nhất, và hiện tại thì nó đang được sử dụng một cái động cơ rất là tốt, đó chính là động cơ 1.0 EcoBoost mang đến 125 mã lực. Và đặc biệt là với cái thân máy được đúc hoàn toàn bằng hợp kim nhôm thì trọng lượng động cơ giảm 10% nhưng mà công suất lại tăng thêm 10% và mô men xoắn tăng 7% so với cái khối động cơ 1.5 lít trước đấy. Đấy, với cái khối động cơ này thì thật sự là tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6,17 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đi kèm với khối động cơ 1.0 này đó chính là hộp số tự động 6 cấp nhẹ nhàng và rất mượt khi mà bạn di chuyển trong phố. Ở cái khoang hành lý này đi, chúng ta có một khoang hành lý khá là ổn và với sức chứa rất là tốt, 348 lít. Và nếu các bạn gập cái hàng ghế sau này xuống thì chúng ta sẽ có thể tích lên đến 1.145 lít, thoải mái cho các bạn chứa đồ. Một điểm đặc trưng với EcoSport chính là cái khối lốp dự phòng này, đó là một điểm nhấn. Có thể nhiều người chê xấu hoặc không thích, nhưng theo tôi thì thật sự nó là một điểm nhấn. Nói một chút về cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai này thì thật sự tôi chỉ chê đúng một điều, đó chính là nó hơi dựng. Và cái hàng ghế sau của Ford, hầu hết các mẫu xe đều là cố định luôn, các bạn không thể điều chỉnh cái tựa lưng này được. Không gian nội thất khá là ổn dành cho một chiếc xe đô thị. Trên mẫu xe này thì ở cái khoang cabin ấy, chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là đáng chú ý, đặc biệt là nằm ở cái màn hình cảm ứng 8 inch kia. Nó có thể kết nối với điện thoại Apple CarPlay và đặc biệt luôn cả Android Auto luôn. Và đặc biệt là với cái màn hình ấy thì nó có một cái công nghệ, đó là công nghệ đồng bộ thế hệ thứ 3, đi kèm với cái công nghệ MyKey, thì là một tính năng rất là mới chỉ có trên EcoSport này thôi. Nó cho phép người lái cá nhân hóa một số tính năng của xe, ví dụ như thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa này, cảnh báo nhiên liệu, cảnh báo dây đai an toàn và mức âm lượng tối đa. Về cái phần tiện nghi nội thất đi, chúng ta sẽ có một cái nội thất rất là được Ford chăm chút và nâng cấp đến 90% về mặt chức năng về tiện nghi. Xe có tới 25 chỗ để đồ trong xe. Vị trí người lái thì rất là cao để giúp mở rộng tầm quan sát. Có thêm hộp để đồ trung tâm này. Rồi là chúng ta sẽ có một số cái tính năng khác, ví dụ như điều hòa tự động, nội thất bọc da, cửa sổ trời điều chỉnh điện này, ngăn chứa đồ có khả năng giữ lạnh. Một số các tiện nghi khác của mẫu Ford EcoSport này có thể kể đến như là camera lùi này, cảm biến này, auto start stop, có nghĩa là cái tính năng giống như ngừng dừng hoạt động cơ trên Honda ấy. Rồi là gạt mưa tự động, đèn pha tự động, hỗ trợ về ngang dốc này, chìa khóa thông minh. Đó. Và tính năng an toàn Ford EcoSport cũng rất đáng nể, với hệ thống phanh điện tử, cân bằng điện tử này, chống bó cứng phanh, 6 túi khí.
và đặc biệt có thêm cái hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, cũng là một trong những cái tính năng an toàn rất là mới. Và với chiếc Ford EcoSport này được mệnh danh đó chính là chuyên gia đường phố. Và thật sự thì với những cái trang bị như này, các bạn yên tâm là chiếc xe này có thể đáp ứng những cái nhu cầu hoàn toàn khác, đặc biệt ở trong những tuyến đi phượt, đường trường, đường xấu hay thậm chí cả đường đèo núi luôn. Và chiếc xe này thì đang có hai phiên bản với giá bán rất là hợp lý, chỉ sấp xỉ trên 550 triệu một chút thôi. Mọi thông tin chi tiết về cái mẫu xe Ford EcoSport này, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy đã được đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.